Xin chào quý vị, đây là chương trình 60 giây của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và ngày hôm nay 60 giây sẽ có những nội dung chính sau đây. Trước thêm Tết Nguyên Đán, hàng loạt các ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay từ 1 đến 2,8%. Thắt chặt phòng cháy chữa cháy tại sân bay Tân Sơn Nhất bảo đảm an toàn cho người dân mùa cao điểm. Mercedes-Benz sẽ xây dựng mạng lưới sạc xe điện khắp thế giới cạnh tranh với Tesla. Xe chữa cháy của Công an tỉnh Bình Phước gặp nạn trong lúc làm nhiệm vụ, 2 chiến sĩ hy sinh. Thưa quý vị, từ cuối năm 2022, dù nguồn vốn tín dụng dồi dào, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận vì lãi suất cho vay vẫn neo ở mức cao. Chính vì vậy, hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp sẽ vẫn là yêu cầu quan trọng trong năm 2023 khi mà nền kinh tế dự báo gặp nhiều thách thức. Theo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, đã có 16 ngân hàng cam kết giảm lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng. Hàng loạt các ngân hàng đã công bố giảm lãi suất cho vay từ 1 đến 2,8%. Dù có dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2023, tuy nhiên tỷ giá Việt Nam theo đánh giá sẽ không bị tăng mạnh như năm ngoái. Từ quý 2, khi mà lãi suất trên thế giới cũng bắt đầu vào ổn định và chúng ta cũng có những cái chính sách để mà ổn định cũng như thúc đẩy tăng trưởng thì doanh nghiệp sẽ dễ thở hơn, sẽ dễ tiếp cận hơn với nguồn vốn vay cũng như vốn huy động. Các chuyên gia cho rằng các ngân hàng thương mại cần cân đối, phân bổ nguồn vốn cho vay ngay từ đầu năm sao cho phù hợp với nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Chẳng hạn như dự phòng room tín dụng cho quý 3, quý 4 là giai đoạn cao điểm sản xuất kinh doanh phục vụ Tết, tránh trường hợp hụt vốn như năm 2022. Thời điểm này, nhiều trường đại học bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2023, trong đó tăng chỉ tiêu phương thức xét tuyển riêng và giảm tỷ lệ xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Mặc dù cơ bản giữ ổn định như năm trước, nhưng phương án tuyển sinh riêng của mỗi trường đều có những điều chỉnh mới. Một ví dụ là tại Đại học Bách khoa Hà Nội, thay vì 270 phút thì bài thi tư duy chỉ còn 150 phút. Ngoài ra, nội dung kiến thức đề thi cũng được giảm độ khó so với năm 2022. Hãy chờ đợi cái đề thi, minh họa và các cái thông tin bổ sung trên hệ thống nền tảng số để giúp các em ôn tập. Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội với gần 100 trường sử dụng sẽ có những điều chỉnh đáng kể. Đáng chú ý, thí sinh chỉ được dự thi tối đa 2 lần và có sự công nhận chuyển đổi kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, làm sao để thí sinh không phải dự thi quá nhiều lần là điều mà các trường cần lưu tâm. Các trường cũng nên hợp tác xây dựng chung một số cái kỳ thi, không nên là mỗi khối mỗi trường thì đều lại có một cái kỳ thi riêng. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2022, các trường dành hơn 30.000 chỉ tiêu xét tuyển từ điểm của các kỳ thi đánh giá năng lực. Tỷ lệ nhập học theo phương thức này chiếm khoảng 2% tổng số thí sinh nhập học. Dự kiến con số này sẽ tăng mạnh trong năm 2023. Càng gần đến Tết Nguyên Đán, lượng hành khách di chuyển qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng tăng cao. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra đột xuất công tác phòng cháy chữa cháy tại ga Quốc Nội, sân bay Tân Sơn Nhất. Các khu vực làm bếp và nhà ăn phục vụ hành khách là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao vì tần suất sử dụng ga điện nhiều. Trong quá trình kiểm tra thực tế, các nhân viên được nhắc nhở về quy trình sử dụng điện ga an toàn và thực hành xử lý tình huống khi có cháy. Qua kiểm tra thì cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất duy trì khá tốt về các cái điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, ứng trực đầy đủ lực lượng và xử lý tình huống một cách rất là hiệu quả. Tôi tuân thủ các cái quy định đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, trong đó là cũng rất là khắt khe đối với các cái hệ thống báo cháy, chữa cháy và cái hệ thống thoát nạn. Đối với các cái nhân viên mà trực ở trong khu vực đó thì chúng tôi yêu cầu là phải có huấn luyện chứng chỉ. Bên cạnh đó, lực lượng công an thành phố cũng liên tục bổ sung thêm các kỹ năng ứng phó cho nhân viên sân bay. Việc phòng cháy chữa cháy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chữa cháy mà còn là trách nhiệm của nhân viên trong sân bay nhằm đảm bảo an toàn cho người dân du xuân đón Tết. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết để phục vụ nhu cầu vui chơi, tham quan của người dân và du khách trong đợt nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố không chỉ đưa ra nhiều chương trình đặc sắc và sản phẩm dịch vụ mới lạ mà còn giảm giá vé. Công viên Văn hóa Đàm Sen đưa ra một số chương trình đặc sắc dành cho khách tham quan từ mùng 1 đến mùng 8 Tết với các chủ đề như Tết đầm sen sắc màu cảm xúc, vui đầm sen thả gà, quy vu thái cực đã. Đặc biệt năm nay đầm sen không tăng giá vé dịp Tết Nguyên Đán để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thành phố vui chơi giải trí trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Trong khi đó, công viên văn hóa Suối Tiên ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới lạ độc đáo như Suối Tiên Farm, Farm dừa Suối Tiên, Farm Cừu, Cánh Đồng Hoa, Vườn Thú Mini về hơn 100 hạng mục trò chơi, điểm tham quan trong toàn công viên. Còn bảo tàng áo dài trang trí cảnh Tết truyền thống ở làng quê Việt Nam giảm 5% giá vé cho đoàn từ 10 khách trở lên. Ngày hội du lịch Đêm Hoa Đăng Ninh Kiều Cần Thơ năm 2023 đã khai mạc vào tối qua, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho người dân trong dịp đầu năm. Ngày hội được tổ chức trở lại sau thời gian phải tạm dừng vì đại dịch Covid-19. Điểm khác biệt của sự kiện năm nay là có lễ hội khinh khí cầu tại công viên Bến Ninh Kiều. Đêm hội Hoa Đăng là điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động về du lịch của thành phố Cần Thơ nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống với du lịch sông nước đặc trưng. Du khách có thể tham gia trải nghiệm các hoạt động đa dạng như âm nhạc đường phố, chế biến và thưởng thức các loại bánh ẩm thực dân gian, xem triển lãm nghệ thuật ánh sáng, nét đẹp Tây Đô. Sáng nay, giải đua thuyền rồng mừng xuân đã diễn ra tưng bừng tại Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức vào những ngày giáp Tết. Giải năm nay thu hút 13 đội tham gia. Mỗi đội gồm 10 vận động viên, tranh tài ở cự ly 800 m với hình thức thi đấu vòng loại. Không khí sôi nổi từ lượt đua đầu tiên với nhiều tình huống rượt đuổi, bứt tốc táo bạo. Các đội đua so kè nhau từng chút một, mang đến sự hào hứng cho người xem. Kết quả đội đua Thường Thới Hậu A xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội Thường Phước 1. Các bạn thông tin quốc tế hôm nay. Ấn Độ bắt buộc xét nghiệm đối với người nhập cảnh đến từ Trung Quốc và một số nước châu Á. 2/3 sông băng trên trái đất có thể biến mất nếu tình hình biến đổi khí hậu không được cải thiện. Triển lãm điện tử tiêu dùng 2023 CES, triển lãm về thương mại công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc ngày 5 tháng 1 tại Las Vegas, Mỹ. Như thường lệ, rất nhiều sản phẩm mới, hiện đại, thậm chí là kỳ lạ sẽ xuất hiện tại đây, thu hút các tín đồ đam mê công nghệ trên toàn cầu. Công ty khởi nghiệp OVR Technology có trụ sở tại Bremen đã giới thiệu thiết bị đeo thực tế ảo VR có tên Ion Bar, kèm chiếc hộp chứa chất hóa học được gắn bên trong, kết nối Bluetooth và giúp người đeo ngửi được mùi. OVR Technology cho rằng việc thêm mùi hương vào trải nghiệm không gian ảo sẽ mở ra một lĩnh vực tiềm năng. Tại triển lãm năm nay, Samsung cũng giới thiệu hàng loạt mẫu TV với điểm chung là tích hợp ứng dụng Samsung Telemedicine. Samsung tuyên bố rằng trong tương lai gần, người dùng có thể gọi điện cho chuyên gia chăm sóc sức khỏe trực tuyến, lên lịch một cuộc hẹn, thậm chí nhận đơn thuốc từ xa. Cũng tại triển lãm CES, Mercedes-Benz tuyên bố họ sẽ xây dựng mạng lưới sạc xe điện trên toàn thế giới của riêng mình, bắt đầu từ Bắc Mỹ. Nhà sản xuất ô tô hạng sang của Đức kế hoạch cạnh tranh với Tesla, công ty dẫn đầu về doanh số bán xe điện. Mercedes-Benz sẽ bắt đầu xây dựng mạng lưới xe điện tại Bắc Mỹ trong năm 2023 với tổng chi phí hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Tiếp sau đó là tới châu Âu, Trung Quốc và các thị trường khác. Mercedes-Benz dự tính trong 6 hoặc 7 năm tới, Bắc Mỹ sẽ có 400 trạm sạc với hơn 2.500 cổng sạc công suất cao. Khác với sự độc quyền của Tesla, mạng lưới Mercedes sẽ được mở cho tất cả các loại xe điện. Động thái này giúp công ty cạnh tranh với Tesla. Chúng tôi đưa ra một lời hứa, đó là lời hứa mang đến cho khách hàng trải nghiệm sạc cao cấp. Làm thế nào để tạo nên sự khác biệt cho một chiếc xe điện Mercedes? Các trạm sạc mở cửa 24/7 và tôi nghĩ điều rất quan trọng là việc sạc điện cho xe diễn ra ngay cả vào ban đêm tại một nơi rất an toàn. Các trung tâm sạc sẽ được xây dựng tại các thành phố và trung tâm dân cư trọng điểm, gần các con đường lớn và các doanh nghiệp bán lẻ, nhà hàng. Hôm qua, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã phát hiện tổng cộng 11 dòng phụ của biến thể Omicron ở những du khách quốc tế đã đến nước này trong dịp nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới vừa qua. Trong số hơn 19.000 hành khách thực hiện xét nghiệm trong giai đoạn từ ngày 24 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023, có 124 người dương tính với COVID-19. Đáng chú ý trong số các dòng phụ được phát hiện có BA.5.2 và BF.7. vốn đang lây lan tại Trung Quốc. Đây là những dòng gây bệnh chủ đạo, chiếm khoảng 97% số ca mắc mới tại Trung Quốc. Chính phủ Ấn Độ đã thắt chặt quy định nhập cảnh khi bắt buộc xét nghiệm đối với những người đến từ Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Trước đó, Ấn Độ chỉ tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên đối với hành khách quốc tế. Do sử dụng loại lịch khác nhau, cộng đồng Chính thống giáo ở nhiều nước đón Giáng sinh muộn hơn 2 tuần so với Giáng sinh Công giáo. Tại Tây Ban Nha, hôm qua rất đông trẻ em đã xếp hàng dọc một đại lộ ở thủ đô Madrid để chứng kiến cuộc diễu hành truyền thống của ba nhà thần Thái. Hầu hết trẻ em Tây Ban Nha sẽ nhận được quà Giáng sinh vào ngày 6 tháng 1, ngày mà Melchior, Balthazar và Caspa được cho là đã đến thăm Chúa Hài Đồng và dâng cho Ngài những món quà. Ba nhà thông thái diễu hành xuống đại lộ trên những chiếc xe hoa lấp lánh và phát quà cho các bạn nhỏ. Họ cưỡi lạc đà đi đến đây, thật là buồn cười, nhưng không sao, cháu thấy rất vui. Sữa, bánh quy, kẹo, sô-cô-la, chúng cháu có rất nhiều quà và chúng cháu cũng đã chuẩn bị sẵn cà rốt cho các chú lạc đà. Lính cứu hỏa thay nước bằng kẹo, trong khi một số nghệ sĩ biểu diễn với bóng bay. Cuộc diễu hành cuối cùng kết thúc tại quảng trường Sibeles, nơi tất cả mọi người sẽ tổ chức tiệc, ăn uống và ca hát cùng nhau. Maroc được mệnh danh là viên ngọc của Bắc Phi bởi lịch sử lâu đời và những kiến trúc cổ kính ấn tượng. Không những thế, nơi đây còn nổi tiếng có những khu vườn tuyệt đẹp, trong đó nổi bật là vườn Anima ở Marrakech, được mệnh danh là thiên đường bí mật, được tạo nên từ sự sáng tạo tài hoa của một nghệ nhân người Áo. Nghệ nhân người Áo Andre Handler đã bắt tay xây dựng khu vườn Anima từ năm 2008. Thanh long, xương rồng, tre, ô liu, cọ cùng hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc trong khu vườn rộng hơn 8 hecta tại thung lũng Orica. Nhưng ngôi sao thật sự ở đây lại chính là khoảng 50 tác phẩm điêu khắc nghệ thuật nằm rải rác khắp công viên. Tôi đã dành hơn 30 năm để thiết kế các khu vườn trên khắp thế giới. Các khu vườn sẽ đẹp hơn mỗi ngày bởi vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Vườn Anima không có hàng rào, cũng không có nhãn ghi chú các tác phẩm nghệ thuật hay các loại cây. Tất cả là để du khách cảm nhận được sự tự do. Tôi rất thích khu vườn, nó vô cùng lãng mạn, mọi thứ được sắp xếp hài hòa, dễ chịu. Mỗi ngày, khu vườn Anima đón chào khoảng 200 khách tham quan. Các sông băng trên thế giới đang tan chảy ở mức nhanh hơn các nhà khoa học từng dự báo. Nếu tình hình biến đổi khí hậu hiện tại tiếp diễn, 2/3 sông băng trên thế giới có thể biến mất vào cuối thế kỷ này. Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học được đăng trên tạp chí khoa học Science ngày 5 tháng 1. Các nhà khoa học đã tiến hành kiểm tra chi tiết toàn bộ 215.000 sông băng trên đất liền, không bao gồm các khối băng tại Greenland và Nam Cực. Họ cho rằng nếu thế giới có thể giới hạn mức tăng nhiệt toàn cầu ở mức vài chục % của 1 độ C, gần phân nửa sông băng sẽ biến mất vào năm 2100. Tồi tệ nhất, nếu nhiệt độ tăng vài độ C thì lượng sông băng biến mất là hơn 80%. Những sông băng nhỏ tại các khu vực như Tây Canada, Mỹ hay Trung Âu sẽ không thể chịu được mức tăng nhiệt 2 đến 3 độ C. Nếu nhiệt độ tăng ở mức 2,7 độ C so với thời tiền công nghiệp như được dự báo, thì sông băng ở những khu vực đó sẽ mất đi. Cũng theo nghiên cứu, nếu 2/3 sông băng trên thế giới tan, nước biển sẽ dâng cao 115 mm. Nước biển dâng ở mức trên dự kiến sẽ ảnh hưởng tới khoảng 10 triệu người trên khắp thế giới, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt và nhấn chìm các địa điểm lịch sử. Tiếp theo trong 60 giây, xưởng sơn của cơ sở sản xuất gỗ phát cháy, gây thiệt hại lớn về tài sản. Bắt 8 đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, thu giữ lượng ma túy khủng. Thưa quý vị, vào chiều hôm qua ngày 5 tháng 1, một xe chuyên dụng của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Phước trong lúc làm nhiệm vụ đã gặp nạn. 2 chiến sĩ đã hy sinh, 4 chiến sĩ khác bị thương. Hôm nay, Công an tỉnh Bình Phước và đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an đã đến thăm hỏi các chiến sĩ bị thương, đồng thời phối hợp với gia đình để tổ chức tang lễ cho 2 chiến sĩ công an hy sinh. Lãnh đạo công an đã chia buồn và hỗ trợ gia đình 2 chiến sĩ hy sinh, mỗi gia đình 40 triệu đồng, 4 chiến sĩ bị thương, mỗi chiến sĩ 20 triệu đồng. Khoảng 16 giờ chiều qua, xe chữa cháy Công an tỉnh Bình Phước chở theo một số chiến sĩ đi làm nhiệm vụ. Khi xe đến đoạn qua xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, thì bất ngờ gặp sự cố khiến xe bị lật. Tai nạn đã khiến thiếu úy Ngô Quang Sang và binh nhất Hồ Kiết Tường hy sinh. 4 chiến sĩ khác bị thương, hiện sức khỏe đã ổn định. Theo Công an tỉnh Bình Phước, đoạn đường xe gặp nạn, đường quanh co và dốc, thời điểm xảy ra vụ việc, trời có mưa, trơn trượt. Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng cho biết tổ cấp cứu đường hàng không của bệnh viện vừa kịp thời đưa một bệnh nhân là chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa gặp tai nạn trong khi làm nhiệm vụ về điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nam sinh năm 1993 đang công tác tại đảo Sơn Ca, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, bị chấn thương cột sống cổ, chấn thương tủy cổ cao, chấn thương sọ não do bị té xuống hào khi làm nhiệm vụ dưới trời mưa to. Bệnh nhân đã được các bác sĩ ở bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu, kết nối hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 và được đề nghị đưa về đất liền điều trị. Tổ cấp cứu đường hàng không của Bệnh viện Quân y 175 đã bay ra đảo Sơn Ca trong đêm 5 tháng 1, tiếp nhận bệnh nhân, tình trạng tiếp xúc chậm, đặc biệt liệt hoàn toàn nửa người bên phải, bên trái yếu. Trong điều kiện thời tiết xấu, trực thăng cấp cứu đã vận chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 an toàn. Hiện bệnh nhân đang được tích cực điều trị. Một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sơn ở thành phố Biên Hòa vào sáng nay. Công an Đồng Nai đã huy động 7 xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường dập lửa. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 15 phút sáng nay tại một xưởng sơn rộng khoảng 300 m² ở phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa. Nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy. Do trong xưởng sơn chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội. Trong chốc lát, lửa bao trùm cả xưởng sơn. Nhiều người dân hốt hoảng di chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an Đồng Nai đã huy động lực lượng đến hiện trường. Khu vực cháy nằm phía sau xưởng, địa hình lại hẹp khiến xe chữa cháy khó tiếp cận hiện trường. Lính cứu hỏa phải nối đường ống nước phun từ nhiều hướng để dập lửa và ngăn cháy lan sang các xưởng gỗ nằm sát bên. Đến hơn 12 giờ, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều nguyên vật liệu, tài sản bên trong đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Cũng khoảng 10 giờ sáng nay, một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bùng phát ở tầng 8 của khách sạn khiến nhiều khách bên trong hốt hoảng chạy thoát ra ngoài. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Thuận đã điều động 4 xe chuyên dụng cùng 40 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. Rất may dù hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Chiều qua, một vụ va chạm giữa xà lan và phà chở khách xảy ra trên sông Đồng Nai. May mắn không có thương vong về người. Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 5 tháng 1. Khi đó, chiếc phà cát lái chở hàng chục hành khách cùng phương tiện từ phía thành phố Thủ Đức sang huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đến giữa sông, phà bị một xà lan chở cát tông vào phần hông làm thủng một lỗ lớn, khiến phà chao đảo. Nhiều hành khách trên phà hoảng loạn. Chiếc xà lan không dừng lại mà tăng tốc bỏ chạy, bị cảnh sát giao thông đường thủy Công an Thành phố Hồ Chí Minh đuổi theo giữ lại sau đó. Toàn bộ hành khách đã được đưa vào bờ an toàn. Đơn vị quản lý phà và lực lượng chức năng đang kiểm tra mức độ thiệt hại của vụ việc. Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm dịp cận Tết. Ngày 5 tháng 1, lực lượng chức năng đã phát hiện một xưởng sản xuất hàng tiêu dùng giả quy mô lớn ở huyện Bình Chánh. Tiến hành kiểm tra nhà kho không số do Nguyễn Văn Hà, trú xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh làm chủ, tổ công tác phát hiện nhiều người tham gia sản xuất các mặt hàng tiêu dùng như nước mắm, bột giặt, bột ngọt. Chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hóa đơn chứng từ và thừa nhận sản xuất hàng giả, hàng nhái. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ tang vật phương tiện liên quan. Tổng giá trị hàng hóa thu giữ khoảng 200 triệu đồng. Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Hôm nay, Phòng Cảnh sát ma túy Công an Tây Ninh cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng nằm trong một đường dây chuyên vận chuyển ma túy số lượng rất lớn từ Campuchia vào Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 50 bánh heroin, 5 kg ma túy cùng một khẩu súng và 6 viên đạn. 8 đối tượng gồm Võ Chí Thanh, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Thế Hùng, Nguyễn Thị Thu Hằng, Đặng Thành Sang, Nguyễn Văn Giới cùng ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và Trần Quốc Tuấn, ngụ tỉnh Bình Dương. Các đối tượng khai nhận số ma túy trên do Võ Chí Thanh nhận vận chuyển thuê cho một người ở Campuchia với tiền công 50 triệu đồng. Sau đó, Thanh lại thuê các đàn em vận chuyển ma túy qua biên giới vào Tây Ninh rồi đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Thanh khai nhận trước đó đã đưa trót lọt 4 vụ khác, lần ít nhất là 10 kg và lần nhiều nhất là 30 kg ma túy. Quá trình bắt giữ, các đối tượng đã chống trả quyết liệt gây khó khăn cho lực lượng chức năng, nhưng cuối cùng chúng cũng sa lưới. Tin cập nhật giờ chót. Không có bàn thắng được ghi trong trận bán kết lượt đi giữa Indonesia Việt Nam. Trận đơn nam United Cup trưa nay, Mỹ dẫn trước Ba Lan nhờ chiến thắng của Pegula và Tiafoe. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên mở TV vào lúc 6 giờ 30 phút sáng mai để cùng 60 giây cập nhật những tin tức thú vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.